ở cuối tập trước diễm tôn cùng ba vị thánh vương khác là điệp tôn kim viên tôn giả và đại tộc trưởng bộ lạc man thần bốn đứa này đã cùng nhau xuất hiện ở bên trong bí cảnh bọn chúng muốn lấy bốn trọi một với hoa lạc phi tỷ tỷ còn nói cái gì mà là ngày diệt môn của thái tố thánh địa nhưng thái tố tử cũng chẳng hề sợ hãi nàng đã ra lệnh cho toàn bộ đệ tử của thái tố thánh địa cùng nhau ứng chiến nàng cũng muốn tiêu diệt toàn bộ yêu mãn xuất hiện bên trong bí cảnh này diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào mời quý vị đạo hữu cùng tại hạ đón xem ở tập này nhé Cùng lúc này, chuyển cảnh về trước sơn môn của Thái Tô Thánh Địa. Nơi đây không biết từ lúc nào lại xuất hiện ba vị thánh vương của yêu tộc. Bọn hắn chính là muốn nhân lúc Thái Tố Tử không có ở đây mà ra tay đánh lén Thái Tô Thánh Địa. Dẫn đầu ba người này chính là yêu tộc tóc đỏ ở giữa, tên hắn là Xích Tôn, là một vị tôn giả khác của vô gian luyện ngục. Đứng ở bên cạnh Xích Tôn, cái tên thân hổ đầu người. Hắn là một trong tam đại tôn giả của vọng sơn tộc. Còn nữ tử đứng ở bên trái Xích Tôn, Nàng là một trong hai vị tôn giả của Ngân Nguyệt Điệp Sơn. Ba đứa vừa xuất hiện liền không hẹn mà cùng nhìn nhau mỉm cười. Quả nhiên, Thái Tố Thánh Địa mất đi Thái Tố Tử, trong mắt bọn hắn không khác nào là cái bánh ngọt cả. Lúc này, Ngân Nguyệt Điệp Sơn một trong hai vị tôn giả khẽ cười nhạt nói, "Ha ha, chúng ta đến rồi." Viêm Tôn hắn tính toán hay thật, bọn hắn ở bí cảnh vây sát Thái Tố Thánh Tử, còn chúng ta đến trộm nhà Thái Tố Thánh Địa. Nơi đây hiện tại chỉ có lão Ô Quy đời trước của Thái Tố tọa trấn. Lão bà đó làm thế nào chống lại được chúng ta ba vị thánh vương? Ha ha ha, cho dù Thái Tố Tử đó có chạy về, thì Thái Tố Thánh Địa cũng đã sớm diệt môn rồi. Cô ta có thể làm gì được chúng ta? Ha 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 ha. Hôm nay liền là ngày mà Thái Tố Thánh Địa diệt môn đi. Ngân Nguyệt Điệp Sơn Tôn Giả càng nói càng cuồng tiếu. Yêu Mãn bị Thái Tố Tử chèn ép đã ngàn năm nay, hôm nay bản thân được tự tay cho Thái Tố Tử một đao. Đổi lại là bất kỳ tôn giả khác của yêu tộc cũng vậy thôi, bọn hắn đều vui mừng cả. Bất ngờ lúc này, Lạc Thanh ngu không biết từ lúc nào, đã ngồi ở trên đỉnh của một phiến đá ở ngay phía sau lưng của ba vị tôn giả yêu tộc. Lạc tỷ tỷ dáng vẻ lười nhác vươn vai, nàng khẽ thở ra một hơi dài rồi cất tiếng nói, "Đã nhiều năm rồi không đánh nhau, xa lạ rồi." Nghe được những lời này, Xích Tôn, Vọng Sơn tôn giả, Ngân Nguyệt Điệp Sơn tôn giả, ba người con người kịch liệt co lại. Bởi vì bọn hắn hiểu, có thể khiến bọn hắn không có chút nào phát giác, lại vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng của ba vị thánh vương. Người này tu vi khủng bố đến mức nào ngân nguyệt điệp sơn vội khom người nàng ta ánh mắt kinh hãi quay lại nhìn lạc thanh ngu lắp bắp nói ngân nguyệt điệp sơn thải điệp gặp qua vị đạo hữu này đạo hữu rất lạ mặt không biết tôn giá là người là lạc thanh ngu vẫn bình thản ngồi trên mỏm đá nàng ánh mắt khẽ đảo qua ba vị thánh vương ở trước mặt ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người thải điệp tôn giả lạc tỷ tỷ khẽ cười vũ mị một tiếng rồi nhàn nhạt, nhạt đáp ta là ai không quan trọng tục danh của ta cũng không trọng yếu các ngươi chỉ cần biết là các ngươi sắp đi chầu diêm vương rồi nghe vậy thánh vương yêu tộc ba người vẻ mặt lập tức biến sắc bọn hắn vừa sợ cũng vừa giận sợ là bởi vì không thể nhìn ra được thực lực của nữ nhân ở trước mặt này giận chính là vì bản thân đường đường là thánh vương không những thế còn có ba người đều là thánh vương vậy mà lại bị coi thường thải điệp tôn giả từ miệng vừa mới phun ra một chữ ngươi thì thân sắc của cô ta liền bị tràn ngập hoảng sợ bởi vì cô ta nhìn thấy sau lưng của lạc tỷ tỷ tiên dung mỹ cốt lại bỗng nhiên hiện lên một đạo bóng dáng hung thú khổng lồ che khuất bầu trời. Nó hình dáng như thân dê mặt người, xung quanh khuôn mặt có rất nhiều con mắt, đặc biệt là chiếc miệng khổng lồ với rất nhiều răng nanh sắc nhọn. Thải Điệp Tôn giả bắt đầu hồi tưởng lại chính mình, cô ta nhớ rằng mình đã từng nhìn thấy ghi chép ở trong một bản cổ tịch. Thải Điệp Tôn giả rốt cuộc cũng nhận ra thân phận của Lạc Tỷ Tỷ. Cô ta vẻ mặt lập tức kinh hãi thốt lên, "Là, Thao Thiết. Ngươi, ngươi là Thao Thiết. Chuẩn đế Lạc Thanh ngu, cứu, cứu mạng." ba vị thánh vương yêu tộc lập tức quay xe bỏ chạy bọn hắn dù có thế nào cũng không thể ngờ thái tô thánh địa vậy mà vẫn còn ẩn giấu một vị chuẩn đế tọa chấn đáng tiếc mọi việc đã chậm thao thiết thần ngưu của lạc thanh ngu lúc này hét dài nó ha cái miệng khổng lồ với đầy răng nanh sắc nhọn trong nháy mắt đã đuổi đến phía sau lưng của ba vị thánh vương rồi nhanh chóng đem ba đứa hút vào bên trong thánh vương yêu tộc ba vị trong nháy mắt bị miểu sát lạc tỷ tỷ khẽ liếm môi một cái nàng cảm giác chắc là vẫn chưa đủ nghiền lạc thanh ngu miệng nhỏ khẽ nấc lên một cái rồi cười trừ tự nhủ nói hương vị không tệ đi thôi đi thôi trở về ăn thỏ nào vẫn là thỏ nhỏ ăn ngon hơn cùng lúc đó tại bên trong bí cảnh ở trên vọng xuyên hà thái tố tử đang bị bốn người kim viên yêu tôn diễm tôn điệp tôn tộc trưởng của man thần bộ lạc vây công thái tố tử biết rằng ở nhà có tôn thần lạc thanh ngu hộ đạo cho nên nàng cũng không đem lo lắng đặt về phía thái tố thánh địa cho lắm Hoa tỷ tỷ đem tinh thần toàn tâm toàn lực chiến đấu với bốn vị thánh vương của yêu mãn tộc. Nhưng mà, thánh vương nhân tộc cũng không có để nàng phải chiến đấu một mình. Dưới sự nhờ vả của sở hưu, nhân tộc có ba vị thánh vương đến giúp đỡ. Lần lượt là Khương vô địch của Khương gia, Diệp gia thánh vương và Diêu quang thánh chủ. Một đám người kéo nhau ra bên ngoài hư không hỗn chiến. Phía bên dưới vong xuyên hà, lão sở vẫn đang bình thản xuôi dòng tiến về phía trước. Hắn ngồi trên tam sinh thạch bia tiện thể ngộ đạo cùng tu luyện. Chiến đấu cấp bậc thánh vương, hắn cũng chẳng thể xen vào tốt nhất là ngồi tu luyện nâng cao thực lực cho lành cũng không biết đi qua bao lâu bất ngờ lúc này tại phía trước mặt sở hưu khoảng cách hơn ngàn mét đột nhiên lại có một chiếc thuyền gỗ trôi nổi xuất hiện bên trên chiếc thuyền thậm chí còn có một nữ tử không rõ thân phận đang đứng quay lưng về phía hắn phát hiện điều bất thường lão sở từ bên trong tu luyện lập tức mở mắt nhìn ra hắn ánh mắt lập tức cảnh giác lão sở cẩn thận tỉ mỉ cảm ứng một phen nhưng vẫn không phát hiện ra chiếc thuyền cùng với nữ nhân ở trên đó có gì đặc biệt chiếc thuyền này nhìn như bình thường nhưng khắp nơi lại lộ ra vẻ không bình thường có thể tại bên trên vong xuyên hà trôi nổi không biết qua bao lâu tuế nguyệt nói nó là bình thường thì có quỷ mới tin lúc này nữ tử đang đứng trên thuyền cuối cùng cũng quay lưng lại nhìn sở lão đại nàng ta khẽ mỉm cười nhìn hắn nói sở hưu đến cũng đã đến rồi chi bằng ngồi uống một ly trà rồi hãy đi lão sở nghe vậy thì lập tức giật mình kinh ngạc trong lòng thầm nghĩ cô ta biết tên của ta sao? Chẳng lẽ là một đại lão ẩn thế nào đó? Sở hưu nãy giờ quan sát, liền xác định được phía trên không có nguy hiểm. Cũng không cảm nhận được nguy hiểm từ đối phương. Sở hưu lập tức vận chuyển hành tự bí mà nhảy lên thuyền. Hắn ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn nữ từ trước mặt hỏi, tiền bối biết ta sao? Đại lão nghe vậy thì lập tức quay lưng tiến vào bên trong khoang thuyền, nàng ta khẽ mỉm cười nhỏ giọng đáp, nếu không, ngươi tưởng là ai đang thao túng bí địa này. Lão sở nghe vậy lập tức giật mình, hắn lập tức hiểu ra vị đại lão trước mặt mình đây chắc chắn là một nhân vật khủng bố nếu như có thể bám váy chắc chắn là chuyện tốt lão sở to gan lớn mật lập tức đem ánh mắt xấu xa nhìn về tấm lưng trần trắng muốt cùng với cặp bàn tọa căng tròn đang lấp lóe phía sau vạt áo của nàng đại lão lúc này khẽ ngồi xuống trước bàn trà ở bên trong khoang thuyền nàng khẽ đưa tay hướng sở hưu mỉm cười nói ngồi đi sở hưu vừa đặt mông ngồi xuống hắn lập tức hướng nàng cất tiếng hỏi tiền bối là người sáng tạo ra bí điện này sao sở hưu trong lòng thầm nghĩ nếu như nữ nhân này là người sáng tạo bí địa vậy thì quá đáng sợ chí ít cũng là cấp chuẩn đế phía bên này đại lão đối diện với câu hỏi của sở hưu nàng liền khẽ lắc đầu tay nhỏ nâng lên ly trà rồi uống một ngụm đại lão khẽ mỉm cười đáp cũng không phải vậy ta chỉ là người trông coi nơi này mà thôi lúc ngươi đến chắc đã gặp qua một cái cây lớn phải không ta chính là cái cây đó lão sở nghe vậy thì lập tức hoảng sợ hắn thanh âm lắp bắp hỏi tiền bối nói cách khác cái cây khổng lồ đó là bản thể của người đại lão liền nhàn nhạt, nhạt, đáp ngươi ngạc nhiên lắm sao lão sở lập tức gật đầu liên lịa đáp đúng vậy tiền bối cái cây đó à không bản thể của người thực sự quá to đại lão nghe vậy liền khẽ tủm tỉm mỉm cười nàng cảm thấy sở hưu rất thú vị thực ra ý của lão sở là không chỉ có bản thể của nàng khổng lồ mà hình dáng hóa hình của đại lão cũng khổng lồ không kém lão sở lúc này lại tiếp tục hướng nàng cất tiếng hỏi xin hỏi Hậu bối lên xưng hô với người thế nào? Đại lão khóe miệng khẽ mỉm cười, nàng trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một chút hồi ức nhìn Sở Hưu nói, "Ngươi gọi ta, thụ." "Là được." Nhìn thấy Sở Hưu kinh ngạc, Thụ lão liền nhìn hắn mỉm cười nói, "Có phải hay không, danh tự này thật buồn cười." Sở Hưu nào dám cười, mặc dù danh tự này đúng là buồn cười thật, nhưng hắn vẫn kiên quyết lắc đầu trông rất là chuyên nghiệp. Thụ lão tu vi cao thâm bậc nào cơ chứ, nàng sao lại không biết được trong lòng Sở Hưu đang nghĩ gì? Nàng chỉ khẽ lắc đầu rồi bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ. Rất lâu trước đây, tại thời đại phía trước vào khoảng thời gian phi thường xa xưa, khi đó ta vẫn còn là một hạt giống, có một vị nhân tộc vô cùng lớn mạnh đem ta trồng ở hậu viện nhà hắn. Sau một khoảng thời gian, ta bắt đầu đâm chồi nảy lộc, rồi trở thành một cái cây nhỏ. Bởi vì quanh năm bị đại đạo của hắn hun đúc, cuối cùng đã sinh ra linh trí. Người đó thấy ta sinh ra linh trí, người đó rất kinh ngạc. Hắn nói ta là sinh mệnh có trí tuệ, thì nên có một cái tên của riêng mình hắn muốn đặt tên cho ta ta rất vui đáng tiếc hắn là một người kém cỏi trong việc lấy tên hắn suy nghĩ một tháng cũng không nghĩ ra hảo danh tự gì cả cuối cùng lại đặt cho ta cái tên là thụ tên của ta tựa như phàm nhân nuôi chó trong nhà danh tự liền gọi là chó đồng dạng ha 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 ngươi nói hắn có hài không thụ lão vừa kể vừa đưa tay che miệng mỉm cười đầy vui vẻ sở hưu thấy vậy cũng vội hùa theo hắn cũng không dám cười nhiều thực ra cũng không cảm thấy chuyện này buồn cười lão sở vội vã đổi chủ đề hỏi tiền bối vị tiền bối nhân tộc đó nhất định rất mạnh phải không nghe vậy thụ lão trong giây lát lấy lại tinh thần nàng khẽ mỉm cười nhìn sở hưu khôi phục lại bình tĩnh nói người đó mạnh rất mạnh dùng vô địch để hình dung có lẽ càng chuẩn xác năm đó hắn cùng một vị cường giả nhân tộc khác liên thủ gần như là đã tiêu diệt sạch vạn tộc của thời đại đó nghe đến vạn tộc sở hưu hai mắt lập tức sáng lên hắn liền vội vàng hỏi vạn tộc sao trên đời này thật sự có vạn tộc Nghe vậy, Thụ lão liền cười nhạt, nàng khẽ lắc đầu ngữ khí bình thường đáp: "Tinh không vạn tộc sao? Đó là thứ đồ chơi gì chứ? Bọn chúng chỉ là thú vật bị nhân tộc nuôi nhốt mà thôi. Ngươi từng đến Hồng Hoang rồi sao?" Sở Hưu nghe vậy lập tức gật đầu lia lịa đáp: "Đúng vậy, ta đúng là đã từng đi qua Hồng Hoang, nhưng không dám ở lâu." Nhưng ngược lại biết được, địa vị của nhân tộc chúng ta ở trong vũ trụ tinh không hoàn toàn rất thấp, không có giống như lời tiền bối đã nói. Thụ lão nghe vậy liền khẽ mỉm cười. Nàng ánh mắt sâu xa nhìn Sở Hưu nhàn nhạt, nhạt nói, "Thứ ngươi nhìn thấy không phải là mặt toàn diện. Nếu ngươi muốn tìm hiểu nhiều hơn, chờ sau khi Tu Vi đạt đến tiểu thánh cảnh, hãy đến Hồng Hoang một chuyến, đó mới là giường ấm của cường giả." Trong lòng Sở Hưu lúc này kỳ thực rất bất ngờ, ai có thể nghĩ tới, Tinh Không vạn tộc đem nhân tộc coi như gia súc để nuôi dưỡng, kỳ thực, bọn chúng mới là người bị nhân tộc nuôi dưỡng. Sở Hưu lúc này lại tiếp tục hướng thụ lão hỏi, "Thụ lão, xin hỏi hai vị nhân tộc cường giả kia" đã đạt tới cảnh giới nào là đại đế ư nghe vậy thụ lão lập tức lắc đầu nhưng cũng không trả lời sở hưu trong lòng lập tức dấy lên nghi hoặc chẳng lẽ vì thụ lão trước mặt này cũng không biết cảnh giới của hai vị kia tựa như xem thấu được ý nghĩ của lão sở thụ lão mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói cũng không phải là ta không biết cũng không phải là không muốn nói cho người biết mà là hai vị đó đạt tới loại cấp độ kia đã là cái cấm kỵ không thể nói cũng không thể nghe bằng không sẽ có đại khủng bố giáng xuống. Đợi sau khi ngươi trở thành tiên phía sau, mới có thể miễn cưỡng có được tư cách tiếp xúc với cái cấp bậc kia. Sở Hưu nghe vậy con ngươi lập tức co vào, hắn thanh âm tràn đầy kinh ngạc hỏi, "Thụ lão, cái gì là tiên?" Thụ lão thanh âm nhàn nhạt, nhạt đáp, "Tiên chính là tồn tại bên trên đại đế." Sở Hưu trong lòng lập tức chấn động, tiên chính là tồn tại bên trên đại đế, mà trở thành tiên mới miễn cưỡng có được tư cách đụng chạm cái lĩnh vực kia. Thụ lão khẽ gật đầu, nàng trong ánh mắt lóe lên một vẻ sầu lo đáp con đường của ngươi rất dài biết quá nhiều có lẽ không phải là chuyện tốt sở hưu con ngươi liên tục lấp lóe không yên hôm nay đã biết được quá nhiều thứ hắn liền cảm thấy chính mình đối với tương lai liền là ếch ngồi đáy giếng lão sở lúc này lại tiếp tục hướng thụ lão cất tiếng hỏi thụ lão ngươi là có hay không đi tới thiên ngoại thiên thụ lão khẽ gật đầu đáp ta không thể lại cùng ngươi nói nhiều lời bất quá trước mắt ta có thể cho ngươi một cái đề nghị còn mời thụ lão không tiếc chỉ giáo ngươi sau khi đạt tới tiểu thánh Nhất định phải đi Hồng Hoang sông Sáo. Tại nơi đó ngươi mới có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình. Ta hiểu rồi. Đa Tạ thụ lão, uống trà đi. Lão Sở không ngần ngại đem ly trà trên bàn một ngụ uống cạn. Thực ra hắn cũng có chút nghi ngờ, hắn sợ đối phương sẽ có mưu đồ đối với mình đoạt xá. Nhưng mà vị thụ lão ở trước mặt này tu vi thông thiên, nếu muốn động thủ với hắn, hẳn là sẽ không quanh co lòng vòng như vậy. Thực ra, thứ mà thụ lão cho Sở Hưu uống chính là trà ngộ đạo. Sau khi uống cạn, cả người lão sở lập tức bị một loại đại đạo quy tắc kỳ lạ bao khỏa ý thức của hắn nhanh chóng chìm sâu vào bên trong đạo cung lão sở bắt đầu tiến vào trạng thái đúng ngộ bên trong đạo cung của hắn huyết sắc tinh thần chìm nổi không ngừng cuối cùng hình thành nên một cỗ huyết sắc vương tọa thứ này chính là do đạo chủng hợp nhất diễn sinh mà ra hệ thống lập tức hiện lên thông báo thông tin huyết sắc vương tọa ký chủ có thể dùng hệ thống để đột phá đạo tắc của huyết sắc vương tọa tăng cường huyết sắc tinh thần đạo chủng tương đương với phá cảnh Đồng thời, nó còn có một chức năng khác, đó là có thể hồi sinh tu sĩ bị ký chủ cải tạo qua. Ví dụ, giả sử Kê Yêu Ái côn không may vẫn lạc, chỉ cần đem tiêu hao năng lượng huyết sắc tinh thần, giúp nàng tái tạo lại thân thể, liền có thể khiến nàng sống lại. Thực lực cùng ký ức sẽ không có một chút nào thay đổi. Tất nhiên, nó cũng có tính hạn chế, đối với tu sĩ có tu vi càng cao, năng lượng phục sinh tiêu hao lại càng lớn. Lão Sở hai mắt lập tức mừng rỡ thích thú thốt lên, hách này ghê gớm thật ý là sau này ta không những có thể bạo binh còn có thể làm một đội quân bất tử sao thời gian trôi qua không biết đã bao lâu thụ lão lúc này cũng đã biến mất sở hưu bên trong đạo cung cảnh đột nhiên cảm thấy có một tia dương quang hắt vào mặt hắn ánh mắt khó khăn từ từ mở ra lão sở liền phát hiện chính bản thân mình đã không còn ở bên trên chiếc thuyền khi nãy bản thân không biết từ lúc nào đã ngồi ở trên tam sinh thạch bia mà tam sinh thạch bia lúc này đã tự động trôi giạt đến bờ bên kia của vong xuyên hà rồi lão sở thanh âm tràn đầy kinh ngạc thốt lên Ta đến bờ bên kia bì ngạn rồi sao? Cùng lúc này, tiếng máy móc lạnh giá vang lên ở trong đầu Sở Hưu, "Chúc mừng ngươi, ngươi thí luyện Sở Hưu. Ngươi là người duy nhất mang theo Tam Sinh Thạch Bia đến đây. Ngươi sẽ nhận được truyền thừa đấu tự bí. Kiểm tra thấy ngươi có tư cách luyện hóa tu di sơn. Mời tiếp nhận truyền thừa đấu tự bí, làm theo chỉ thị, sau đó đến luyện hóa tu di sơn." Vù vù vù, mảnh truyền thừa đấu tự bí màu hoàng kim sắc lập tức xuất hiện lơ lửng ở trước mặt Sở Hưu. Cùng lúc này, bản thể của thụ lão bên trong bí cảnh cũng xuất hiện kỳ dị biến hóa tại bên trên mặt vong xuyên hà cũng vậy rõ ràng lúc trước rất nhu hòa nhưng lúc này nước vong xuyên hà lại đột nhiên thay đổi nó bỗng dưng giống như axit đậm đặc đang điên cuồng ăn mòn hết thảy tất cả những ai đang đứng bên trên mặt sông yêu tộc một đám đại thánh đang vượt sông thấy vậy liền lập tức kinh hãi thốt lên chuyện này là sao chẳng lẽ bí địa muốn đóng lại rồi cùng lúc đó chuyển cảnh đến bên trên bình đài của tề hoàng sơn Phượng Giao không biết từ lúc nào đã một mực đứng ở đây chờ đợi sở hưu. Vừa nhìn thấy hắn từ trong bí cảnh đi ra. Nàng liền lập tức cất tiếng hỏi, đã nhận được đấu tự bí chưa? Lão sở mặt không biểu tình, hắn khẽ gật đầu nhàn nhạt, nhạt, đáp, ừm. Um. Sở hưu khẽ đưa tay ôm lấy eo của Phượng Giao, rồi nhẹ nhàng kéo nàng vào bên trong lòng của mình. Lão sở khẽ mỉm cười nhìn nàng nói, chỉ tức là, hiện giờ đấu tự bí ta không thể nào truyền thụ cho người khác được. Nếu không, ta chắc chắn sẽ truyền nó cho cô. Nghe vậy, phượng giao trên khuôn mặt hiện lên vẻ bối rối vội giải thích nói ta chỉ muốn hỏi ngươi có nhận được đấu tự bí hay không chứ không phải muốn có được đấu tự bí ta chỉ đơn thuần đến chúc mừng ngươi mà thôi lão sở nghe vậy liền khẽ mỉm cười đáp nhưng ta thật sự muốn truyền nó cho cô hắn vừa nói vừa khẽ ôm lấy phượng giao vào trong lòng thuận tiện còn nghịch ngợm trêu ghẹo phượng giao một chút khiến cho nàng trên khuôn mặt đỏ ửng cả lên mà cảnh tượng này đều bị vợ cả mộng điệp đứng ở phía xa bắt được mộng điệp cơn ghen nổi lên nàng lập tức giả bộ ho khụ khụ nhắc nhở cái tên lão công trăng hoa này bị bắt quả tang lão sở vẻ mặt lập tức biến sắc hắn vội vã buông lấy phượng dao rời ra phượng dao thì lập tức ôm mặt ngại ngùng rồi hướng mộng điệp đánh trống lảng nói bái kiến vân hà phong chủ mộng điệp không thèm để ý đến phượng dao nàng thanh âm lạnh lẽo hướng sở hưu nhắc nhở nói ngươi đi theo ta nói xong nàng lập tức xoay người đi vào bên trong phi chu của thái tố thánh điện mà lão sở không còn cách nào khác cũng chỉ đành đi theo nàng vào bên trong phi chu nhanh chóng xuôi theo hư không bay trở về thái tố thánh địa lúc này chuyển cảnh vào bên trong phòng của mộng điệp sư tôn bảo bảo mặt nhăn mày nhó nàng một tay cầm ly trà đập mạnh xuống mặt bàn rồi hướng lão sở lạnh giọng quát nghịch đồ ngươi đi qua đây sở hưu ngoan ngoãn đi qua hắn biết mình có tội liền không ngần ngại mà quỳ hai đầu gối xuống trước mặt nàng lão sở cười hề hề đánh trống lảng nói sư tôn tha mạng nhìn thấy cái vẻ mặt chán ghét của hắn mộng điệp giận dỗi liền dùng một tay nhéo má chồng yêu nhấc lên rồi lạnh giọng mắng. Hay lắm, nghịch đồ nhà ngươi, có cần vi sư đích thân tổ chức hôn lễ cho các ngươi không? À, sở hưu vẫn mỉm cười nhân nhở đáp, được thôi, nhưng mà sư tôn cũng phải tổ chức chung, nếu không ta không làm. Mộng điệp nghe vậy liền lập tức đỏ mặt, nàng vội ngượng ngùng đảo ánh mắt nhìn đi chỗ khác. Ai muốn tổ chức chung với ngươi chứ? Mơ đi. Gẹo vợ thành công, lão sở vẻ mặt đắc ý cười nói, sư tôn, ta thích bộ dạng kiêu ngạo này của người, ta yêu người bị chọc trúng điểm yếu mộng điệp trong lòng vui lắm thế là mọi hờn rỗi trong lòng nàng đối với sở hưu cứ như vậy đều tan biến hết mộng điệp trên khuôn mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn trước nàng vội vã quay mặt đi rồi giả bộ cáu gắt nói dừng lại ta không thích cái bộ dạng vô sỉ này của ngươi lão sở lúc này ngang nhiên đứng dậy rồi đi đến ngồi bên cạnh vợ yêu hắn vội vã cầm lấy bình trà rồi rót hiếu kính nàng một ly mộng điệp lúc này trong lòng đã nguôi ngoai nàng bộ dáng kiêu ngạo hướng hắn hỏi đạt được đấu tự bí rồi sao sở hưu mỉm cười khẽ gật đầu đáp ừm mộng điệp nghe vậy liền hài lòng gật đầu vậy thì tốt nhưng ngươi phải cẩn thận một chút đừng qua hông hách bây giờ có rất nhiều người đều đang nhằm vào ngươi không chỉ là yêu mãn cả nhân tộc cũng vậy lão sở đương nhiên hiểu vấn đề này hắn liền khẽ mỉm cười nhìn vợ yêu châm chọc nói sư tôn người là đang lo lắng cho ta sao biết rồi còn hỏi cái tên lão công này thật là đáng ghét mộng điệp giận dỗi liền quay mặt nhìn đi chỗ khác mắng hắn hừ Vi sư là đang lo lắng cho tương lai của Thái Tố Thánh địa. Nếu ngươi chết rồi, Thánh địa phải làm sao? Ý là thực ra nếu ngươi chết rồi thì ta phải làm sao? Hai tử của ngươi phải làm sao? Lão Sở tất nhiên là hiểu được ý này của nàng. Hắn khẽ ôm Mộng Điệp vào trong lòng, rồi mỉm cười nhìn nàng đầy yêu thương nói, nói chung là, tóm lại, sư tôn người không nỡ để ta vẫn lạc. Ta vẫn lạc rồi thì ngươi sẽ đau lòng đúng không? Mộng Điệp vội chối cãi, "Mơ đi, ai thèm lo lắng cho ngươi chứ?" ta còn mong ngươi sớm ngày biến mất khỏi tầm mắt của ta. He he, sư tôn, tiểu biệt thắng tân hôn, hai ta đã lâu ngày như vậy không gặp nhau rồi. Ngươi có biết ta nhớ người như thế nào không hả? Tối nay, mong người truyền thụ đại đạo cho đồ nhi nhé. Tư chất của đồ nhi thật lâu đã không được tăng tiến rồi. Hừ, nghịch đồ ngươi đúng là xấu xa, nói nhớ ta nhưng lại đi âu yếm chưa gạo nữ nhân khác. Hôm nay bản tọa phải chấn áp ngươi. Ừm, thế là lão sở lại phải vất vả một đêm. Sáng ngày hôm sau đó, Phi Chu chở Mộng Điệp cùng với Sở Hưu đã dừng lại tại một đình viện, cách Tề Hoàng Sơn mấy vạn dặm. Lúc này, đang đợi ở bên trong đình viện chính là Khương Vô Địch, Thánh Vương Khương Gia, Diệp Thiên Hồng, Thánh Vương Diệp Gia, Thái Tố Tử cùng Diêu Quang Thánh Chủ, bốn vị thánh vương đang ngồi trong đó uống trà. Mộng Điệp mang theo Sở Hưu từ bên trong Phi Chu đi ra bên ngoài. Lão Sở vừa nhìn thấy bọn hắn thì lập tức chắp tay hành lễ chào, Sở Hưu bái kiến chư vị thánh vương. Mộng Điệp ở bên cạnh cũng lên tiếng chào theo, Tề Mộng Điệp gặp qua các vị thánh vương nhìn thấy lão sở đi tới diêu quang thánh chủ lập tức mỉm cười vui vẻ nói ha 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 cuối cùng thì ngươi cũng đến rồi mau qua đây ngồi ở xung quanh là khương vô địch cùng với diệp thiên hồng cũng hướng sở hưu mỉm cười gật đầu bọn hắn có thái độ vô cùng thân thiện đối với lão sở sở hưu không ngại ngần bước lên bậc thềm đi vào bên trong lương đình hắn dáng vẻ khách khí chắp tay mỉm cười đáp để chư vị tiền bối chờ lâu rồi diệp thiên hồng nghe vậy liền mỉm cười nói xen vào không lâu không lâu chút nào sở hưu lần này ngươi làm tốt lắm một lần lừa mạng được hơn 10 vị đại thánh yêu mãn làm trì hoãn lại áp lực chiến sự của thiên uyên trường thành tốt rất tốt chiến công bây giờ của ngươi tại liên minh nhân tộc so với tuyệt đại bộ phận đại thánh đều là cao hơn lão sở bộ dáng khách khí mỉm cười đáp diệp tiên bối quá khen rồi ta chỉ là trùng hợp mà thôi còn muốn cảm tạ các vị xuất thủ tương trợ dứt lời lão sở cánh tay vung lên liền biến ra ba bình ngọc thạch tại trên bàn đá sở hưu khẽ mỉm cười nhìn mọi người nói đây là vô căn thần thủy đã hứa mang đến cho ba vị tiền bối mong ba vị nhận trò diêu quang thánh chủ cùng diệp thiên hồng và khương vô địch liền vội vã đứng dậy bọn hắn cười không ngậm được mồm rồi hướng sở hưu vội vã đồng ý nói được 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 sau này có gì cần lão hủ giúp ngươi cứ nói một tiếng là được xong việc ba vị đại thánh liền kéo nhau đi về bọn hắn thật nhanh muốn bế quan bởi vì vô căn thần thủy loại này là thiên địa kỳ chân vô cùng quý hiếm thứ này đồng dạng có tác dụng không nhỏ đối với thánh vương cảnh cảm ngộ sở hưu tiểu hữu chúng ta về đây chư vị đi thong thả ba vị thánh vương trong nháy mắt biến mất tâm mất tích lúc này chỉ để lại hoa tỷ tỷ sở hưu cùng sư tôn bảo bảo ba người ở lại bên trong lương đình mộng điệp biết lão công của mình cùng con bạn hoa lạc phi có chuyện muốn tâm sự với nhau nàng liền nhắm mắt giả bộ không quan tâm nói được rồi được rồi hai người các ngươi từ từ nói chuyện đi ta lên phi thuyền ngủ một lát đã Tối qua đã không nghỉ ngơi tốt rồi. Tối qua làm gì không ngủ thì anh em cũng biết rồi đấy. Sau khi mộng điệp rời đi, hoa tỷ tỷ mới dám biểu lộ tình cảm với sở hưu. Nàng cánh tay liền cầm một miếng bánh đút cho hắn ăn, rồi khẽ mỉm cười nói. Sở hưu, lần này may nhờ có ngươi, nếu không thì thái tố thánh địa chúng ta nguy rồi. Lão sở bàn tay khẽ đặt lên bàn tay của hoa tỷ tỷ. Hắn mỉm cười đầy vui vẻ đáp, ta tin tưởng, cho dù không có ta. Thái tố thánh địa cũng có thể vượt qua nguy cơ lần này. Đúng lúc này, Hoa Lạc Phi trên khuôn mặt đột nhiên tái nhợt, nàng vội đưa tay ôm lấy miệng, rồi liên tục ho khụ khụ mấy cái. Lão Sở lập tức đưa tay đỡ lấy nàng, hắn vẻ mặt tràn đầy lo lắng hỏi: "Thánh chủ, bởi vì thánh thể kiếp của ta, để ngươi chịu đạo thương. Mãi không có dịp gặp mặt để cảm tạ." Hoa tỷ nghe vậy lập tức sững sờ, nàng ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn Sở Hưu nói: "Thì ra ngươi đã biết rồi. Bảo vệ ngươi chính là bảo vệ tương lai của Thái Tố Thánh Địa chúng ta. Sau này Thái Tố Thánh Địa còn phải dựa vào ngươi chống đỡ." không cần cảm ơn ta sở hưu gật gật đầu hắn cánh tay bất ngờ vung lên liền lấy ra một cái hồ lô to đùng cao tới nửa mét cái này so với mấy bình ngọc lúc trước đưa cho ba vị thánh vương phải lớn hơn ngàn lần hoa lạc phi thấy cảnh này lập tức sững sờ hỏi đây là lão sở vẻ mặt bí hiểm mỉm cười đáp người nhìn xem một chút đi hoa tỷ tỷ lập tức rút ra nút lọ một cỗ mùi thơm nồng nặc liền theo từ trong bình bay ra hoa lạc phi mỹ mâu lập tức sáng lên làng thanh âm tràn đầy kinh ngạc nói đây là vô căn thần thủy ngươi lại có nhiều vô căn thần thủy như vậy ở bên này mộng điệp quả nhiên vẫn lặng lẽ theo dõi lão công cùng con bạn của mình nàng thấy sở hưu đưa nhiều như vậy vô căn thần thủy cho thái tố tử mộng điệp không khỏi bĩu môi nàng trong lòng ghen tị thầm mắng bất công thiên vị chỉ cho ta một chút lại cho lạc phi nhiều như vậy phía bên này hoa lạc phi trong lòng tràn đầy cảm động nàng trên vẻ mặt có chút lo lắng nhìn sở hưu hỏi ngươi cho ta nhiều như vậy ngươi có còn không vật này quá chân quý chỗ này quá nhiều ta chỉ cần một phần ba là được còn lại ngươi thu về dùng đi lão sở nghe vậy thì lập tức mỉm cười vui vẻ đáp không cần không cần thánh chủ người cứ cầm lấy dùng đi ta chỗ này vẫn còn rất nhiều còn những nửa cái ao lận người dùng không đủ lại tìm ta lấy ngoại nhân yêu cầu khẳng định là không còn nhưng chúng ta đều là người nhà không cần phải ngại nha phải biết vô căn thần thủy này chân quý vô cùng ngay cả thánh vương cũng không kìm nổi lòng tham vậy mà sở hữu bộ dáng lúc đưa cho lạc phi lại giống như là ném đi một bình nước suối vậy hắn đối với người ngoài kẹt xỉ bao nhiêu thì khi đối với nữ nhân của mình lại rộng lượng bấy nhiêu phía bên này mộng điệp nhìn thấy lão sở tốt với bạn thân như vậy nàng trong lòng chua xót vô cùng mộng điệp cánh tay không ngừng đấm lên mạn thuyền nàng trong lòng thầm mắng nghịch đồ ngươi rộng lượng thật nha chờ lấy buổi tối nay bản tọa sẽ để ngươi đẹp mắt phía bên này sau khi đem vô căn thần thủy thu vào Hoa Lạc Phi ánh mắt nhu hòa quay sang nhìn Sở Hưu hỏi, "Tiếp theo, ngươi muốn đi đâu?" Lão Sở suy nghĩ trong chốc lát rồi mỉm cười đáp, "Trước tiên ta muốn trở về thánh địa, ta muốn bế quan củng cố tu vi." Lạc Phi nghe vậy liền mừng rỡ nói, "Vừa đúng lúc, ta cũng muốn trở về thánh địa, ta có thể dẫn theo các người đi chung." Đúng lúc này, Mộng Điệp bất thình lình xuất hiện ở phía sau lưng của Hoa Lạc Phi cùng với Sở Hưu. Nàng thanh âm lạnh như băng ngắt lời con bạn nói, "Không nhọc phiền thánh chủ miệng hạ nữa, chúng ta sẽ ngồi phi chu trở về." lạc phi cùng sở hưu nghe vậy thì lập tức giật mình quay đầu nhìn lại thái tố tử ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía con bạn thân hỏi ngồi phi chu tốc độ chậm như vậy chẳng phải ngày thường cô xem trọng hiệu suất nhất sao ta dẫn các người trở về rất nhanh liền là có thể trở về thánh địa cô không lên cự tuyệt mới đúng hôm nay như thế nào lại đổi tính muốn ngồi phi chu mộng điệp nghe vậy thì lập tức ngang ngược đáp thánh chủ miện hạ sở hưu có vấn đề liên quan đến tu luyện cần hỏi ta đúng lúc trên đường trở về ta có thể chỉ điểm cho hắn dứt lời mộng điệp liền khẽ đảo ánh mắt chứa đầy sắc khí nhìn về phía sở hưu rồi lạnh giọng nói đồ nhi ngươi nói có đúng hay không lão sở thấy vậy lập tức giật mình kinh hãi trong lòng thầm nghĩ cái này tối qua chẳng phải vừa mới chỉ điểm qua sao ngươi cái bà nương này không thể cho ta nghỉ ngơi sao tập 66 xin kết thúc ở đây mọi người xem xong nhớ cho ad xin một like và một tim vào phần bình luận bên dưới video nhé cảm ơn mọi người rất nhiều mãi yêu các bạn